Tường Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Tư, ngày 25 tháng 9 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay là tin phân tích với Võ Thành Nhân. Trong phần 2 là chương trình Chào Washington với Thanh Trúc. Và sau đây là bản tin phân tích. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến bản tin phân tích ngày hôm nay thì chúng tôi xin được hân hạnh tiếp xúc với kỹ sư Lê Thành Nhân để nhằm tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump đã đọc ngày hôm qua ở tại Đại hội đồng của Liên Hợp Quốc. Trước hết, xin được kính chào ông Lê Thành Nhân. Vâng, chào anh Võ Thành Nhân và chào quý thính giả của đài truyền hình STBN ở Washington DC. Kính thưa ông, khi mà Tổng thống Donald Trump đọc cái bài diễn văn như vậy ở tại Đại hội đồng của Liên Hợp Quốc như vậy thì chúng tôi có những cái ghi nhận là trong đó rất là nhiều điểm, nhưng mà cái điểm nổi bật nhất là những cái điểm nào mà chúng ta đáng chú ý vậy thưa ông? Vâng, thì tôi thấy về hình thức cũng như về nội dung thì cái bài nói chuyện của ông Donald Trump ở trước diễn đàn Liên Hợp Quốc thì nó có những cái điểm tương đối nó khác biệt. Thì cái điểm thứ nhất là cái khác biệt về cái hình thức là khi ông Tổng thống, Phó Tổng thống Mike Pence giới thiệu ông Tổng thống Trump lên diễn đàn đó, thì ông ta đã đề cập đến tự do tôn giáo là cái điểm chính. Và ông cho rằng cái nền tự do đầu tiên chính là tự do tôn giáo. Và sau đó ông rất là trân trọng giới thiệu ông Tổng thống Trump lên diễn đàn Liên Hợp Quốc nói chuyện. Thì trong cái bài diễn văn của Tổng thống Trump trước Liên Hợp Quốc á, hoàn toàn là bài diễn văn nói về tự do tôn giáo. Từ đầu đến cuối chứ không có một cái điểm gì khác biệt ngoài cái đó cả. Thì tôi thấy có những cái điểm đặc biệt như thế này mà từ trước đến bây giờ mình cũng không có những cái tin tức chính xác. Thì ông khẳng định rằng là 80% dân số trên thế giới hiện nay đang sinh sống trong các quốc gia tự do tôn giáo bị đe dọa, giới hạn và cấm đoán. Đó là cái lời khẳng định của ông. Và ông tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ đứng cùng với những người có niềm tin tôn giáo để ngăn chặn những nơi nào chống lại đức tin. Ý của ông là niềm tin tôn giáo của mình và hạn chế tự do tín ngưỡng, thả tù nhân lương tâm và bảo vệ những người cô thế. Đó là trong cái bài diễn văn. Ông tuyên bố rằng là với một vị tổng thống Hoa Kỳ đó, thì bảo vệ tự do tôn giáo là ưu tiên nhất của ông ta hiện nay và ông luôn luôn làm như vậy. Có lẽ là ý ông nói làm như vậy trong cái nhiệm kỳ khi nào ông còn ngồi ở trong tòa Bạch Ốc. Và sau đó thì ông nói rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ trích ra 25 triệu đô la để ủng hộ và bảo vệ tự do tôn giáo. Đồng thời ông cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc tham gia vào Hoa Kỳ, và ông ta cho rằng đây là một nghĩa vụ đạo đức khẩn cấp. Có nghĩa là việc này là việc làm khẩn cấp chứ không phải là cái việc làm tình cờ theo ngày tháng. Và cái ông cho rằng cái nghĩa vụ mà tôn vinh quyền tối thượng của con người sống theo đức tin của họ là một điều, là một nghĩa vụ rất là cao cả. Thì thực ra đó, với cái bài nói chuyện của Tổng thống Trump hoàn toàn về tự do tôn giáo trên thế giới, thì đây là một cái thông điệp gián tiếp tuyên chiến về những nước đang đàn áp tự do tôn giáo. Hay là nói đúng hơn là ông ta đang đưa thông điệp rất mạnh mẽ và gián tiếp tuyên chiến về các nước cộng sản vô thần còn sót lại. Chúng ta cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Lúc này người đứng đầu nước Mỹ phải hô hào về tự do tôn giáo là ông ta nhắm thẳng vào Trung Cộng, bởi vì đó là một nước đang vi phạm tự do tôn giáo mạnh nhất về nhiều nhất và qua nhiều tàn bạo nhất. Và hiện nay cái nước đó đang là trên chiến lược an ninh quốc gia là kẻ thù số một của nước Mỹ. Và ông ta đã, nước Mỹ đã mở ra cuộc thiên chiến, thương chiến với Trung Quốc. Và bây giờ là họ đang phát động cuộc chiến tranh tự do tôn giáo nhắm vào Trung Cộng là chính. Đó là hai cái bãi chiến trường mà nước Mỹ hiện nay đang mở ra và mục đích là nhắm vào để mà triệt hạ Trung Cộng trong thế kỷ thứ 21 này. Thì tôi nghĩ rằng cái bài thông điệp của ông á, là một nửa là nhắm vào thế giới, một nửa là 2/3 là nhắm vào cái độ đàn áp về độc tài tự do và đàn áp tự do tôn giáo ở Trung Cộng. Và trong cái bài diễn văn trong cái bài diễn văn đó thì ông có một cái ghi nhận nào về vấn đề cổ vũ cái dân túy với lại cái cổ vũ của một cái tinh thần gọi là globalism, có nghĩa là toàn cầu không vậy thưa ông? Cái chuyện này nó đi từ một cái sự việc mình phải có trước đây đó. Thì cái chủ thuyết trước đây đó, thì khi mà khối cộng sản Liên Xô sụp đổ đó thì chiến tranh lạnh nó kết thúc
Hoa Kỳ và các nước Tây phương ở trong khối, đặc biệt là những nước giàu nhất trong khối gọi là khối G7 đó, thì họ chủ trương là trật tự mới thế giới và chiến lược toàn cầu hóa, có nghĩa là họ toàn cầu hóa về kinh tế, về chính trị và không biên giới và tự, là có thể là phi tự do thuế quan nữa. Do đó là nếu mà chúng ta nhìn thấy các nước Âu Châu thì lúc đó là họ đã thành lập là European Union, là EU đó, EU đó. Nhưng sau đó, đó thì cái sự lớn mạnh của Trung Cộng và cái chủ trương độc tài của Putin đã cản trở hoàn toàn cái toàn cầu hóa đó. Coi như là cái toàn cầu hóa khó thực hiện khi Trung Cộng lớn mạnh và ông Putin đang cố gắng níu kéo cái chế độ độc tài toàn trị. Chế độ độc tài vốn cộng sản nhưng mà là còn thức độc tài. Thì nó dằn dưa với nhau cho đến cái thời kỳ ông Tổng thống Trung làm Tổng thống đó, thì cái toàn cầu hóa hầu như bị bỏ qua một bên. Và ông chủ trương nghĩa là chủ nghĩa quốc gia bắt đầu trỗi dậy với khẩu hiệu của ông rất là rõ ràng, American First. Thì chúng ta thấy rằng American First có nghĩa là quyền lợi của nước Mỹ trên hết. Từ đó ông Trump ông xem nhà những liên minh truyền thống với nước Mỹ như NATO chẳng hạn. Và ông từ chối, ông bỏ ngay. Ngày thứ hai là ông lên ông bỏ ai thì hợp ước xuyên kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP. Và ông còn đòi các thành viên trong khối NATO đó phải góp 2% GDP trong quốc phòng để góp sức cho Hoa Kỳ. Tất cả những điều này đều nó phát xuất từ quyền lợi của nước Mỹ là bỏ tiền, để nước Mỹ ít bỏ tiền hơn trong tất cả những cái vấn đề cai thầu, nên nói đúng hơn là để quay như là bao biển trên thế giới. Tổng thống Trump không những nói đến nước Mỹ là American trên hết, nhưng mà tôi còn nhớ cái bài diễn văn rất quan trọng trước hội nghị APEC ở thành phố Đà Nẵng đó, vào tháng 11/2007, là ông kêu gọi các quốc gia cũng nên đặt quyền lợi của mình trên hết. Tôi còn nhớ cái câu đó. Ông không nhận là ông nói được các nước Mỹ, thì như vậy thì rõ ràng rằng là cái toàn cầu hóa, chủ thuyết toàn cầu hóa đã bỏ vào một bên rồi. Và hiện nay cái chủ thuyết quốc gia đang trỗi dậy trên thế giới này mà đi đầu là ông Tổng thống Trump là American First. Thì ra là cái sự việc này vậy mà. Và cái vấn đề mà toàn cầu đang bị đe dọa bởi cái nạn ô nhiễm như vậy đó, thì khi mà Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức thì ông ta không có đứng chung với lại các quốc gia trên thế giới. Ông nghĩ sao về vấn đề này vậy thưa ông? Vâng, thì tôi có một vài cái suy nghĩ đúng sai đằng này. Thứ nhất là khi đây là theo cái ý kiến cá nhân thôi, khi ông Trump lên làm chủ tòa Bạch Ốc thì ông là bỏ cái tham dự cái hội nghị của Pháp về quản bị hâm nóng. Và sự hâm nóng đó là do gì? Là do cái ô nhiễm môi trường từ khí thải của các nhà máy kỹ nghệ, chất thải hóa học, công nghiệp vân vân và hóa chất, để mà gọi là lại đủ tất cả mọi thứ. Và những nhà máy thì dùng năng lượng than đá, các nhà máy sản xuất hệ thống thì thiếu bảo vệ môi trường an toàn vân vân và vân vân. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn lại Hoa Kỳ và Anh Quốc cũng giống như các nước Tây phương như nước Pháp, nước Đức chẳng hạn, họ có nền kỹ nghệ nặng cách đây cả 100 năm rồi. Nhưng mà những nhà máy của các nước Tây phương này đó và Mỹ đã được sử dụng cái cơ bản là bảo vệ môi trường rất là kỹ lưỡng và tuyệt đối không được thải chất độc hóa học vào các sông hồ ao biển. Cho nên nước Mỹ và các nước Tây phương dù họ có cái nền kỹ nghệ nặng phát triển rất lâu, nhưng mà cái ảnh hưởng môi trường trên quả đất đó, nó rất là ít. Đấy. Cho đến khi mà cái sự phát triển của các nước mà gọi là ẩu đả như nước Trung Cộng chẳng hạn, thì mình thấy rằng các thành phố kỹ nghệ ngày nay để khi nguồn ô nhiễm dày đặc, ví dụ như nói là Bắc Kinh đi cách nhau một cước không thấy nhau chẳng hạn, là đó là do cái khí hậu ô nhiễm của môi trường. Này, và như Việt Nam chẳng hạn, những nhà máy xây dựng rất là bừa bãi không, họ cũng bảo vệ môi trường thì hết, các hệ thống nước thải thì nào đó sông hồ ao biển, vì vậy cho nên chúng ta thấy là cá chết đầy ở sông Thị Nại, rồi hiện tượng Formosa cá chết đầy biển vân vân, là những cái ví dụ rất là cụ thể. Tôi không nghĩ rằng ông Trump và các cộng sự viên cũng giống như những khoa học gia của Mỹ không biết nguy cơ của sự ô nhiễm môi trường trên quả đất đang lớn dần. Và nó đã chứng minh trong cái mùa hè vừa rồi là ở châu Âu đó, tất cả thành phố lớn đều nóng trong sự ô nhiễm của đất cả. Rất nóng. Thì và ông đã từng tuyên bố rồi, chẳng phải ông tuyên bố. Ông tuyên bố như thế này này, mình phải nhớ cái câu tuyên bố của ông, thì nó mang cái ý trong đó. Tôi có một cái câu mà ông tuyên bố rất là gần đây. Ông nói là ông tin tưởng, là ông big believer này, khá lớn vào khí hậu trong lành và nước sạch. Và đây là cái yêu cầu của ông này. Và tất cả các nước phải hợp tác để làm việc đó. Và họ phải làm việc đó cho chính họ. Rồi cuối cùng là ông ấy very, very important. Rất, rất quan trọng. Cái câu nói, từ trong câu nói đó mình hiểu cái ý của nước Mỹ. Cái câu nói nó phát xuất từ cái chính sách American First.
Tại vì quyền lợi của nước Mỹ nên họ không muốn làm cái thầu trước cái việc mà quả đất thoát khỏi nạn ô nhiễm này. Bởi vì không biết trong bao lâu và không biết tốn kém bao nhiêu. Và ông yêu cầu là tất cả các nước phải cùng nhau tích cực góp vào làm sạch không khí. Và đặc biệt là các nước thải ra nhiều phải tự giải quyết chính mình một cách rất là tích cực. Đó trong cái câu nói ông mang bà ý đó. Yeah. Thì tôi nghĩ rằng từ đề nghị thế chiến đó, Mỹ luôn luôn là đóng vai, nghĩa là tao là người đi đầu và cái gì cũng đi lớn nhất, đứng nhìn chúng ta cái thầu vậy đó. Yeah. Trong các quốc gia khối chế tự do thì các quốc gia đó thông thường là ỷ lại vào nước Mỹ. Cái gì tôi thấy ỷ lại hết, từ quốc phòng cho đến kinh tế cho đến bất cứ cái gì mà có nước Mỹ vào là nước Mỹ hầu như là nổi. Cái Liên Hiệp Quốc ở trên đó cũng có nước Mỹ, mới có nước Mỹ là trả tiền nhiều nhất. Và nước Mỹ hiện nay đang là lãnh đạo thế giới. Cho nên hiện nay là khi nước Mỹ mà họ trở về, họ có cùng lại với chính sách American First thì những cái nước đó họ bị mất quyền lợi. Do đó họ có những cái lời lẽ chỉ trích nước Mỹ tương đối khá nặng nề, mà tôi thấy nó không có công bằng. Vâng, thì tôi anh nhân là như vậy. Xin được cảm ơn kỹ sư Lê Thành Nhân rất là nhiều và xin được hẹn gặp lại ông vào kỳ tới. Dạ thưa ông. Vâng, chào anh Võ Thành Nhân và chào tất cả quý khán thính giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, vừa rồi là buổi tiếp xúc ngắn của chúng tôi và kỹ sư Lê Thành Nhân. Chúng tôi xin được cảm ơn ông và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Dạ. Vâng, chào anh Nhân. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin được tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.